Vừa cách đây ít phút, đại gia Sài Thành Minh Nhựa đã đăng một ta tức khá sến, khoe với mọi người rằng anh đang có kỳ nghỉ dưỡng đầy ý nghĩa bên bà xã Hamina Phạm, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới và 8 năm bên nhau. Cặp đôi thị phi chụp cùng nhau khá tình tứ, ảnh xịn chứ không phải ghép nữa rồi bà con nhé. Minh Nhựa và bà xã Hai đang ở một resort 5 sao khá nổi tiếng ở đảo Bali, Indonesia, nơi bà xã chồng Trang Bila chị dâu Bảo Thi cũng vừa check-in hôm qua. Vị đại gia mê siêu xe đã dành cho bà xã rất nhiều lời ngọt ngào sến nga. Vợ là người đã đổi mới cả cuộc đời chồng. Chồng biết điều đó, nhưng chồng tự hứa với lòng là chồng sẽ không bao giờ đổi mới. Vì chồng yêu bà xã rất rất nhiều. Suốt 8 năm bình thường sống và có với nhau hai mặt con, Minh Nhựa và Mina Phạm đã trải qua vô số thăng trầm. Nào là thị phi không chấm dứt khi đến với nhau sau khi Minh Nhựa ly hôn người bà xã cả, nào là can đăng ngoại tình khiến Minh Nhựa tự tử, Mina ôm con bỏ đi Mỹ, và gần đây nhất là lùng xùm quanh đám cưới của Hy Xe Phạm ái nữ của vị đại gia Sài Thành. Ông hàng vui nhộn nhất phải kể đến việc ảnh của Mina Phạm bị dân mạng bóc mẻ ra là đi chôn của bốc dơ nước ngoài. Minh Nhựa cũng bị gạt đá và lây khi ủng hộ đam mê sống ảo của bà xã, chuẩn bị để bà xã ghép ảnh mình theo ý thích ở khắp các vị trí nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, hôm nay thì vị đại gia chiều bà xã lại không chơi mánh Photoshop nữa. Minh Nhựa đã biểu hiện tài nghệ chụp ảnh đầy tâm huyết của mình bằng những tấm hình Mina Phạm bị mất nửa người, cảnh vật xung quanh nhăm nhở và chẳng ai hiểu là anh chụp cái gì. Thậm chí, có người còn lo lắng Minh Nhựa sẽ bị Mina cáo giận sau khi trông thấy bức ảnh thảm họa này. Mina Phạm sẽ nín lặng khi biết chồng đam mê chụp mấy cái vòi nước phía sau chứ không phải là cô. Ai cũng bận bịu cười nhưng Minh Nhựa vẫn bình thản re bi bình luận của cư dân mạng rằng tại xung quanh thấy nhiều chứng kinh giật. Vậy nên, anh quyết định tặng bà xã khoảnh khắc kỷ niệm trong khó hiểu vô cùng. Anh còn bố cả hậu trường bức ảnh lên cho dân tình xem, công nhận là hiếm có vị đại gia nào chịu quỳ gối dưới đất để chiều theo sở thích sống ảo của bà xã như Minh Nhựa. Đại gia Sài Thành chuẩn bị quỳ gối giữa trời nắng để phục vụ bà xã sống ảo. Minh Nhựa nổi tiếng cương chiều bà xã Hai, suốt ngày chỉ nói lời ngọt ngào định bà xã.